Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình thành bơm đúp đó. Anh em hỏi rằng chi tôm nó hát không đó. Đó. Mấy lúc đầu đó, định vài mấy nay toàn gãy hơn anh em. Có nhỉ. Vừa lắc mà vừa bị delay nữa, không biết sao bị lỗi á. Pin to giật 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 chết hoài luôn. Nay tụt xuống top ngàn luôn rồi. Alo, nghe không? Không có cốt nha. Rồi, để coi trận này sao nha anh em. Đây đồng đội mình bên qua đường rồi, qua đường sớm quá, giờ bị kẹp rồi. Bốn thằng nó quay quanh luôn. Rồi, giờ mình đứng đây kê nè. Chạy nè, chạy nè. Xong bọn BR này bắn tốt nha các bạn, nó bắn tốt thôi chứ không biết di chuyển nó làm sao đó. Đồng đội giờ kê nè, kê cho đồng đội, bốn thằng nó kê rồi. Watch out. Ui hay quá, hay quá, cháy nữa nè. Từ đưa không khói về được không? Tôi khói nhiều nè, khói nhiều nha, khói bò về nha, bò về đi. Khói bò về nha, bò khói nha, chứ giờ đứng kê rồi, qua cứu không được anh em. Bị kẹp ở đó luôn á, góc nó xấu quá. Phải nha, phải có nha. Phải hai thằng nè, phải hai thằng nè. Chỗ pin nè, chỗ pin nè. Watch out. Đó, phải hai thằng. Bò về được không? Nhắn. Bò về đi, bò về, bò vô khói á, bò vô khói. Hết rồi. Ui. À, bên trái, bên trái thì Việt Nam nữa. Rồi ok. Đó, lùi về anh em ơi, bắt về. Ok. Việt Nam nó bắn Hàn Quốc. Nó bắn nóc rồi kìa. Ok, giờ lùi về nè. Đó, đây hai ba team luôn bạn. Nó qua được sớm quá, bị kẹp, thấy chưa? Kẹp là không có đường nào mà cứu được đâu. Ui, có team bên đây, có team bên đây luôn, bên trái có luôn. Bên trái có nha, phải có luôn nè. Phải có luôn nè. Đẩy bên phải trước đi. Bên phải. Đúng rồi, đẩy. Đẩy phải trước, đẩy phải trước. Xuống nè. Rồi, xong rồi. Máu nha, bơm máu nè. Chú bơm máu cái, máu cái. Thử nha, cẩn thận. Bom kìa. Tao vô lại bệnh viện rồi đấy. Ok, máu nha. Từ thôi. Máu nước cái đã. Ở bên cạnh luôn nè. Bên đường có lắm. Từ hai team lận. Mà hết đạn 7 rồi, còn đạn 7 không? Xin đạn 7 đi. Còn đạn 7 không? Ờ, đạn 7. Là cầm hết đi, là cầm hết này. Rồi, ok. Bắn M24 coi đó. Giờ về bệnh viện lại nè. Thằng ít nhất. Về bệnh viện nè. Ôi, chết mất. Này boss. Bỏ. Giờ bệnh viện nè. Đây còn. Ít nhất 2 thằng của bên tao. Ủa, nó qua nè, nó qua nè. Nó vô viện nha. Ok. Nó vô viện. Nó qua nè. Kê. Ui. Bên kia. Thấy à. Để khói ra nè. Cho quả, quả khói ra. Rồi, ok, có rồi. Lúc tí đạn nha. Vậy liên một team rồi. Có làm sao nhá? Ở đây, đạn xanh nhiều mà. Tối, không đâu. Ê, từ, để chia cho nè. Chia nữa nè. Rồi, ok. Lên bệnh viện đi. Bên kia còn. Còn nó đợi phải đây nhá. Thấy nè. Nóc 1 nè. Cứu một đầu nè. Có bơm không? Có né đâu. Quăng qua. Ok. Có né đâu, quăng qua đây. Watch out. Có nét quăng qua ăn à? Không tới rồi. Vậy tôi móc phải nha, móc phải nè. Bọn bị nó bắn tốt đấy. Ừ, ok. Cả đội bên trái đường ra top, trái bên có cái khe đó. Tôi kê phải nè. Đó, anh em cứ đứng đây đợi thôi. Đợi nó lỗi hay là gì đó mình cứ kê từ thôi. Dạ, nào mất bình tĩnh trước lại. Tiếp Nam như lia rồi. Watch out. Sao nó lại được? Mày bắn nó chết luôn đúng không? Đúng rồi, chết luôn rồi. Đó anh em cứ đứng đây từ kê thôi. Chủ yếu bình tĩnh được, quan sát được là ok. Chứ đừng có đẩy sớm. Kê, nó bên đường thấy à. Yếu một nè. Quý. Đây. Watch out.
Nó bị gạt hai thằng rồi, nó bị gạt hai thằng Ừ, rồi. vậy là nó còn hai thôi. Nóc được, đẩy luôn nha. Kìa kìa, nghe tiếng chân nè. Nóc một. Đẩy, 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 đẩy. Còn hàng thôi, còn cuối thôi, đẩy luôn nè. Ghê nè. Hay hay hay, xong rồi. Này gạt nè, gạt đội mình nè. Ủa không phải, này nó nóc đội mình, còn thằng Việt Nam nó mới gạt gạt hộ. Đó, anh em nhớ like video nha và bấm vào thông báo nè. Tại có mấy hôm mình đăng trễ á, mình làm video lâu á với nhiều đó nên là nó trễ. Anh em nhớ bấm vô bấm vào thông báo nha, thông báo tất cả video đó để khi mà có video mới đó là nó sẽ hiện lên tin nhắn của anh em. Rồi, ok, anh em nhớ like nha, like video nha. Rồi bên đây có thính luôn nè. Giờ mình đi qua cướp thính luôn. Bây giờ là mình mất người rồi nên là không có dám đi đi tông thẳng nữa đâu. Đây được, đây được. Giờ mình không có dám tông thẳng lên, mình cứ lấy cái đồi cao mình kê từ từ thôi. Mình bắn tầm xa, thấy này nè. Đó, thấy hai ba thằng luôn nè. Đó, giờ mình chỉ có bắn tầm xa thôi chứ tầm gần mình đi công lỗ người. Nó mình có ba thằng à, nó bốn thằng lận. Từ nè. Sấy được, sấy nha. Kìa đang nhảy nhảy tung tung kìa, Ok, kìa ngay chỗ này nè, kìa đứng đó kìa. đây có đúng Watch rồi, sấy nè. Ui, bên trái có nữa, bên trái có nữa. Có team nữa. Hai team, hai team. Yeah, Watch đây là chỗ out. này, ngay chỗ này nè. Viên rồi. Watch ngay out. chỗ đó, ngay đó, hai viên rồi. Ok đồ nha, mẹ team khác lên đồ này đây. Ok. Watch out. Chỗ đó có luôn, chỗ đó có luôn. Team khác. Ok, hai team á. Ui, nó bắn kìa. Bắn tôi á. Đó nó để đồ này. Ui, đừng để nóc nha, đừng để nóc, đừng để nóc. Qua luôn nè, qua luôn nè. Tới đẩy trái này. Ok, qua luôn, qua luôn, qua luôn. Còn một thằng đó, còn một thằng đó. Còn một thằng đó, còn một thằng chúng ta tao. Đẩy luôn đi, còn cái thằng đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn. Đẩy thẳng luôn. Đẩy cái đồ luôn, đẩy cái đồ. Ok. Hay 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 hay, lia rồi. Ui ui, sau lưng có, sau lưng có. Khói giùm, khói giùm, khói giùm. Dưới nhà. Khói giùm, lỡ có nóc á. Anh em biết sao khói không? Lỡ có nóc thì chui vô khói được. Cái đội mình sau lưng trống quá mà bên trái có người nữa. Có hên có gờ này. Hên thiệt. Cái bắn viên ngay đầu hay gì nè. Ngay giáp chứ. Nè coi cấp 4 nè, cho cấp 4, cho cấp 4 nè. Máu nước đi bắn tiếp nè. Ở dưới đây hai team lận. Để xe chạy này. Enemies ahead. Có súng không có gì luôn. Ok. Chạy rồi, chạy rồi. Xuống lúc đầu kia được, xuống lúc đầu kia. Enemies ahead. Nóc kìa, nóc rồi kìa. Nó ăn cái máy tư rồi. Đi xe kìa, đi xe, đi xe kìa. Đổ rồi, đổ rồi. Lúc 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 đầu này đi, đi nè. Lúc đầu này xuống rồi đi luôn nè. Xe kìa, xe, xe, ủ xe đua, xe đua, xe đua, xe đua, trước mặt kìa. Bị kẹt đạn nè, mới bị lỗi này, không biết lỗi gì lỗi hoài à. Bắn mà nó không gài đạn, nó cứ tự bắn hoài. Bực mình ghê. Khói nè, khói ra lúc được nè, khói ra lúc được nè. Khuất cái đồi rồi. Đi xuống dưới. Đi đi xuống dưới lúc là lúc được à. Khuất cái đồi. Nhưng mà thằng kia nó kê ở ngay đấy rồi. Xuống được, đi xuống đây nè, khuất cái đồi nè. Có khói rồi. Xuống đây lúc được. Hai team bắn nhau rồi. Đó, xuống đây lúc được. Ôi nó bắn nhau bởi quá trời luôn kìa. Bắn nhau bên kia kìa. Hai team ố bên kia kìa. Chạy đồ chống rồi, chạy đồ cộng. Đi 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 qua luôn, qua luôn, qua luôn. Đạn nào, đạn nào, đạn nào. Ê chia đạn nè, chia đạn nè. Rồi qua luôn, qua luôn, qua luôn. Đi luôn, nhanh 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 nhanh. Nó lìa kìa. Nó lìa rồi. Qua luôn rồi anh em, nhanh lên. Đánh trái một cái đi. Kìa nó quay về rồi kìa, đánh trái cái đi. Quẹo lên, quẹo lên nè, quẹo lên chơi nè, quẹo lên chơi nè. Thấy à, thấy à. Không, đứng đây sảy thôi. À, lại bị kẹt đạn, bị gì á. Nó kẹt đạn hoài luôn, bắn cái nó khựng lại. Từ yếu, yếu, đang đang thiếu người mà đâu dám đẩy thẳng qua anh em. Đâu biết nó còn mấy người đâu. Mình nữa, nét qua, nét qua, nét qua, nét qua.
Nét qua, nét qua. Từ tao mở phải tí. Sao khói à? Ui ui. Ngay cục đá nè, ngay cục đá nè. Nóc 2, nóc 2, nóc 2. Đây 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 đây. Chưa chưa chưa, gạt thôi, gạt thôi. Nóc 2, nóc 2 rồi. Nét qua nè, nét qua. Ui nó lùi kìa, nó lùi kìa. Nó lùi rồi, nó lùi rồi. Tốt thế, cứu 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 cứu. Đang kêu. À bắn bành giáp luôn rồi. À, mất giáp rồi. Cái giáp còn có sáu mấy à. Máu nha từ từ nha, đừng để nóc cho tớp. Còn hai thằng. Hai thằng. Ok. Dạ chứ. Ok. Đồi đồi cao á. Từ lấy xuống. Kiếm cái giáp rồi đó. Khói, nét khói đi rồi lấy cái giáp rồi. Mất giáp rồi. Kìa nó lui rồi, nó lui rồi, nó lui rồi. Lui nè, lui nè, đẩy luôn, đẩy luôn. Đẩy luôn. Đang lui rồi. Nó qua cái đồi cao rồi nha, coi chừng nó kê lại nè. Đẩy luôn em, nó đang lui, nó mất lợi thế. Coi chừng nó kê nha, coi chừng nó kê á. Đẩy luôn, đẩy luôn. Dữ nhờ, dữ nhờ. Đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn. Nó tới trước mặt nè. Rồi, hay 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 hay. À, bắn tập trung bên đây mày. Nó bắn mấy pha này căng lắm. Bắn nó gạt luôn chết á. Đó, anh em biết bắn SLR tốt nên là có SLR báo luôn rồi. À, mất cái giáp luôn rồi. Ráp đỏ lét luôn kìa. Kinh dị thiệt. Nó bắn không có giáp, cái này cũng mất giáp luôn rồi. Nó có SLR anh em. Bỏ bớt đạn xanh ra. Lấy đạn 7 vô. Nó có 8 nữa quá ngon rồi. À, bắn cái này căng thiệt. Nói chung là mấy trận nào mất người á, anh em bắn cẩn thận thôi. Cái giờ mà đẩy ẩu lên hoặc là solo hai team với nhau mà đứng kế nhau mà bắn rồi toàn. Mình chỉ có bắn từ xa phá giáp nó, nóc nó mới dám đẩy thôi. Đó. Từ từ. Đi luôn rồi. Để lấy cái giáp rồi đó, mất giáp rồi. À, không có giáp mà vô mấy bò cuối nó bắn gắt nữa. Không có giáp bắn bắn mấy viên rồi nóc à. Giờ đi nè. Giờ đi bò nè. Mà thấy xe trước mặt là anh nè. Nhưng mà giờ cứ lên núi đây đi. Tại đây núi đây trong bò rồi. Nó chạy xe anh chảnh kìa. Lên núi này sấy được nè. Lên núi này nằm sấy nha anh em. Là chuẩn hơn. Ok sấy được, sấy được, sấy được, sấy được. Nằm sấy, nằm sấy, nằm sấy. Ngon. Anh em thấy không? Mình nằm sấy á, cái tâm nó sẽ kiểm soát dễ hơn, nó ít giật. Đó. Coi như là giảm tới 80% luôn á, chủ yếu nằm anh em lia tâm thế nào thôi. Chứ mà sấy coi như giảm 80% coi như không giật luôn rồi. Cặp X6 full phụ kiện mà 4 nữa thôi, bắn sướng lắm. Hết xăng rồi, hết xăng rồi. Hết xăng rồi. Giờ lên đây là khói ra lúc độ đây rồi. À, hên quá. À, bắn mớ mất giáp hết rồi, mấy thằng này nó chết trên xe thì giáp đậy thôi. Ấy ngon ngon ngon, hấp dẫn. À, tự nhiên được 4 kill. Sướng. Rồi. Ồ dưới đây có thính nè, dưới đây có thính nha, coi chừng nha. Ui ui. Bị delay nha. Bị delay, bị delay. Anh em nên coi này nha. Tự nhiên nó bị delay nè. Đó lỗi mấy nay nè. Cứ bắn khung giờ mà lắc từ 9 giờ, 8 giờ cho tới 11 giờ á. Lắc quá. Bị delay nè, cái giật ngược về à, bắn đâu được đâu. Nó bị gãy hoài luôn á. Cái này là mấy trận rồi mình còn. Đó, nó tự bắn luôn à. Đó, nó không mà gầy đạn, nó tự bắn không à. Nó bẻ không. Đó, trời ơi, delay về ngược về luôn nè. Ờ, này đỡ nha, cái này top 1 nè. Còn cái này còn mấy trận kia hả, chết sớm luôn. À, trừ 4 mấy điểm, 49 điểm. Lắc rồi nha, lắc rồi nha. Lắc rồi nha, không bắn được nha. Cứ bắn từ từ thôi, tôi thủ á. Nè, nó cứ delay gì giật ngược về à. Di chuyển không được, bắn được hay sao mà công được ra anh em. Giờ bắn thủ thôi. Ốp chết rồi. Ốp, ốp bị bắn cái gì. Trời ơi. Bắn nó sụp ý định mệnh á. Bắn nó sụp máu vậy mà nó không chết. Ủa mà gần đấy đó luôn. Trời ơi.
Ủa sao nó ngồi ở đây? Hồi nãy mình đi xuống dưới cái hõm này rồi mà sao giờ ngồi ở đây nè? Hưu hưu nó Mệt, nó bị delay hưu. thiệt, Ngoài ngoài chán nó thằng đời ở thiệt. xe, nó thằng ở xe, nó thằng ở xe. Pin nó giật á, Cẩn thận pin nó sau gọi thịnh, là cẩn thận pin giật sau anh thịnh. em. Thịnh trên sau thịnh. Không biết sao bị lỗi này nữa. Cẩn thận bên phải lắc nhá. lắm Enemy lắc ahead. lắc lắm bắn được Chạy chạy đâu. chạy chạy, có kiểu. Đó, nó tự gài đạn, nó tự bắn rồi Rồi tùm đây lum rồi. á, đạn nhảy Mark tùm the lum á nè. location. Pin to chán gì chứ, không biết bị gì á, thường pin 200 Được vẫn bắn không được anh? nha. Phải Mà nhà cái em phải này không pin anh? có còn trăm à, mà nó giật sao á. Liều liều liều. Ủa, lia kìa, hên quá. Lắc quá bắn được Ê con nha, này từ tụi cậu từ ở anh đâu em ơi. đây, bên sau mình này. Ốp đai rồi, Lùi thằng nó lùi xuống ốp bên lùi phải. xuống là nó Lùi. bị bắn hay gì rồi. Chết rồi. Bị bọn này bắn chết sao? À, Kìa kìa, giờ dưới nhà nghèo nói kìa. chung là ở đậm mệt á, nói chung là bị lắc á, mình ghiềm tâm cũng không được nha, nó giật tùm lum hướng á. Đó, có xe, có xe nè. Tạp vào SLR. Ôi đậm mệt á, bắn vậy chắc nó tưởng mình hết thiệt, bắn không kề gài đạn luôn, bắn liên tục luôn, liên thanh luôn. Vẫn lần 80 viên luôn. Định rồi thì cái pin cao này chắc nè, chắc gặp nhiều nè. Mấy nay anh em nhắn tin quá trời, chắc bị gặp nhiều rồi. Nó ngoài bo. Ở dưới rồi, ở trận này còn giữ tọa hơn quá. À, Ủa? giờ còn hai thằng thôi, còn hai thằng. Ờ, một thằng chứ, còn thằng cuối thôi. Watch out. Rồi còn dưới thôi, thằng chạy xe nó bắn nhau ở dưới mà. Thật quá. Rồi, lia hệt quá, cái trận này hên thiệt á, nó lắc đoạn sau chứ lắc đoạn đầu như toàn rồi anh em. Nó 14 sao rồi nè. Giờ làm trận mới đi. Mà nó bị lắc, trời ơi, chả hiểu sao bị lắc, bị văng hết người anh em. Giờ còn 3 người. Bắn răng chi tôn, mấy người, bạn này Không trong top server nha các bạn. Sichu rồi nè, đó, Leo Lát rồi nè, Hai Team bác Đúp gì nè. đấy? Ở trong top server á, anh em cứ mở top 100 lên thấy à. Giờ nhảy xuống đây kiếm súng đó, đã giờ bắn theo kiểu thế thủ anh em ơi, mất người từ chưa vào game nữa, giờ chỉ có bắn thế thủ thôi chứ không có bắn đi công giống như mấy trận mà đủ người đâu, cứ bắn từ từ thôi, có súng rồi có giáp rồi lấy vị Nhảy trí rồi bắn thôi. vô Nó bị lắc quá, thật mấy là thằng nay em bị lắc cứ quá, nhảy ra bắn luôn. giờ do người chơi game nhiều quá nên là nó lắc. Giờ mình lên núi mình kê đi. Có scope rồi, có scope với lại súng giáp Sao nó thích mũ nhờ? rồi máu đủ rồi. Enemies ahead. Mà hồi nãy trên đây có hai team, ở đây có hai team, đội báo trên đây nó chạy đi thằng. Đó, giờ mình đứng đây mình kê, coi nó ở đâu mình bắn. Đó báo dưới cho đồng đội, mình giờ bắn vị Mark the trí location. cover. Dưới đây có người nè, nó một nè, ra đi, ra đi. 4 viên rồi, 4 viên rồi mà chưa chết nữa kìa. bốn viên Không bốn viên rồi. rồi, nóc rồi nóc rồi, gạt luôn nè. Rồi chết rồi chết rồi, gạt một nha. Đó đứng đây quan sát được Ủa. hai ông đội mình ở dưới đây kiểu như Ủa, mất người trắng rồi nên là lấy mấy cái điểm cao mình quan sát trước đi chứ không muốn đẩy 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 giống Watch như kia out. đâu. Ở đây có người nữa nè anh em, thấy nó chạy nè, kê kê cho anh em nè. Đó chừng nào nóc được rồi đẩy. Một viên à, hai 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 nóc hai rồi, giờ xuống đẩy chung với anh em luôn, nóc hai rồi. Giờ còn ví dụ mà còn hai thì mình 3-2 nó dễ hơn, thấy chưa, mình tạo cho cái game nó dễ hơn tí thôi chứ giờ mà ba đi đâm đầu thẳng vào bển 4 thằng nó bắn thì dễ toang lắm anh em, thấy không? Ok, Đội mình à, mặc dù còn hai biết nó vị trí mà vẫn khói, thấy không, lỡ có team khác á đó, đó mình trình những người răng cao nha anh em. Đó, đó đi bắn chai hát là phải vậy, kỹ lên. Ui đây có người. Ồ nó nhảy từ trên xuống. Vô nhà cứu. Nó nhảy từ trên xuống. Kê nha, kê nha. Ra chưa? Gạt rồi, gạt một rồi. Xin Gạt hai, gạt ba rồi. Nó còn có cái phết rồi anh em, chưa lúc được phút gì rồi hết. đấy. Nó nhảy xuống rồi. Rồi Nó nó là nhảy team. xuống, nó trên nóc nãy giờ không biết. Giờ lên lúc đồ này đi, nãy mình bắn mình thằng đầu tiên đó. Ui nãy vào có súng thính luôn nè. Quăng đồ cho bớt. Ngon rồi, có đồ rồi, bắn từ từ thôi. Đó, quăng lấy đồ cần thiết thôi. Giờ đi bo vô đây gặp xe nè. Nhưng mà mình chưa dám sấy,
bạn thấy không, chưa dám sấy tại không biết nó mấy thằng á, mà trong đây nó bắn thính nữa đó, trong kia còn tìm nữa kìa, giờ xuống luôn, như có hai thằng thôi, mình mở cớp lên đó mình xem coi nó mấy thằng để mình lúc mình đẩy nó dễ hơn đó. Bây giờ đẩy nè, nãy thấy hai thằng thôi à, không có thằng nào ngồi sau, như xe mình ba người không có người ngồi sau nè, còn xe nó cũng xe bốn nhưng mà có hai thằng ngồi trong à, không có thằng nào ngồi ngoài hết. Ui ui ui, đâu vậy? Ôi đụm mệt, nó ngầm ở đây luôn không biết trời. Hên quá, hên đụm mệt hên thiệt. Đấy, đi chung đó nè, đi gần với nhau. Ủa đây có người, đây còn con má bọn trên lầu này, trên lầu nè quăng mìn nha. Ủa đâu rồi, dưới đất quá, nóc rồi vẫn nóc nha. Ở đây đâu mà nhiều ta, nãy thấy có hai thằng mà. Giờ đi bo rồi anh em, giờ đi bo. Em báo trên đây có xe luôn, có người gì đó. Mình lái xe này, lái xe bán tải nha. Thường lái siêu xe này, lái bán tải anh em. Lái bán tải. Giờ anh em bắn súng rồi. Lên luôn, chơi luôn. Thấy có một hai thằng già. Ôi nó bắn rồi. Giả đàm á. Ôi bên kia có người nữa nha. Đẩy này trước. Yếu rồi. Ồ, có con thằng à. Bên kia có người nữa, dưới đội có người nữa, mới bắn nhau đó. Đây. Ui. À, nó bắn gì ghê trời. Lên bắn gì ngay đầu cũng biến máu luôn. Từ anh em, từ thôi. Canh bo đi nha. Lúc tí đồ đi nè. Đâu anh? Quay nào anh? Ở dưới núi chỗ này nè. Để bên cho. Watch out. Đi. Lúc tí đồ. Xa vẫn đi. Họ có SLR nữa anh em. Dạ. Lấy SLR cho nó phê. Bắn chích hai viên ngay đầu là nóc liền à. Đam nó to, SLR cái đam nó to, nó gần bằng với lại MK14 á. Ui, trên núi, ui, đừng mệt. À, nó bắn, bơm máu đi. Rồi, má, nó bắn còn đúng giọt luôn kìa. À, rớt xe là coi như bị gạt nè anh em. À, đang chạy giữa đồng trống rồi, chỉ rớt xe cái là bị gạt liền. Đi tiếp đi, vô bò lên núi đi. Lên núi à, đấy cái núi hay đứng lên đây nè. Núi quan sát được tất cả luôn á. Đó, mình còn súng thính nữa. Cái gì lên núi đẹp đẹp, chỗ nào bắn súng thính lợi thế nè. Mình có súng thính mà, cứ kiếm chỗ đẹp đẹp mà đủ người á nha. Bắn kê được thì bắn súng thính. Lấy giáp ba, lấy ốp, đồ các kiểu. Chứ mà có súng thính mà để dành chi. Bắn hết. Ok, tính đây luôn. Ôi, ở dưới có người kìa. Ôi, hai team bắn nhau ở đây. Nóc rồi kìa. Khói cái, ở sau mới nghe tiếng súng. Ôi, nó gạt rồi. Lia, team này Lia. Lia đâu? Bị team nào bắn đi. Không, team này Lia, team này Lia. Team này Lia. Giờ lên nè. Xin hiếu nhé. Đó, đội mình xin cây ốp rồi. Nhưng mà không sao, mình có SLR rồi. SLR chích cũng ghê bộ. Thấy bây giờ em hai viên rồi, nóc ngay lấy rờ đó, nó đau nó to lắm. Đã. Phá xe nè. Ở trên đỉnh núi có kìa, có kìa. Ok nè,
Đó, kê cho ông đội anh em. Đó, mình từ xa mình bắn được. Chỉ cần đội đừng có đẩy qua cái đội đó là được. Ui ui, bơm máu, bơm máu này, bơm máu đi. Mình chỉ cần kê cho đội được, thấy chưa? Đúng rồi. Giờ lên nè, đẩy lên. Gạt luôn nè. Nóc tiếp hằng nãy nè. Chỉ còn cứu bển, Đẩy luôn, đẩy thẳng luôn. Ui, gạt nữa à. Còn cuối. Đẩy thẳng luôn. Đẩy thẳng lên. Anh em thấy không? Lia tầm qua trái qua phải để quan sát coi nó ở đâu á. Rồi đồng đội mình báo trước mặt, thấy chưa? Mình cứ quay qua cái hướng đồng đội mình bắn. Còn lúc mình chưa biết thì mình lia tâm qua trái qua phải để mình coi vị trí. Chứ mà để có một hướng thì bên trái nó bắn mình phản xạ không kịp. Ngon rồi. Trận này cũng đỡ rồi, hên đó. Dưới đây có xe nè. Thấy dưới đây có xe nè. Dưới đây có xe máy à. Đây có xe máy. Ô, xe máy chạy qua kìa. Thay. Xuống luôn. Lấy xe xuống dưới luôn. Có xe máy à? Còn 3 thằng rồi. Ôi, hồi sọc. Định mệnh tí là toàn đó, mình lái xe đâu kiểu vậy đâu đây à, bài ghê quá à, nó có một thằng à, à này mà 2-3 thằng thì chắc toàn luôn rồi à, nằm mình dưới xe vẫn ghê quá, chơi ghê mà đua xe bắn súng ghê quá, ngoài đời đâu có vậy đâu, ngoài đời chỉ có đua xe thôi. Ok còn gì hay à, vừa chưa kịp binh nữa rồi đấy, lia gạt rồi à, còn cuối rồi. Còn cuối, hên quá, trận này được anh em ơi. Nãy đây có xe máy nè. Mark the location. Đây có xe máy nè. Giờ đội kêu qua bển test chết thử luôn. Check thử có không. Ở lái xe để chết rồi. Đây quá luôn. Ôi. Ôi, trong nhà. Ôi. Ghê vậy. Rồi, Lý ơi, anh em nếu hay nhớ like, subscribe kênh nha. Đừng quên nhấp vào bấm thông báo nè, bấm tất cả nè. Để nó hiện video anh em nha. Rồi, ok, bye bye.